Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã có buổi nói chuyện với hơn 500 cán bộ hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh về định hướng xây dựng và phát triển đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiều thông tin quan trọng về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua đã được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao đổi, cung cấp đến cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh. Trong đó đi sâu phân tích, làm rõ quá trình triển khai thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, các nghị quyết về chủ đề của tỉnh ủy về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đã luôn đồng hành, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Bên cạnh thay đổi tư duy trong lãnh đạo, quản lý, nhiều dự án lớn, quan trọng đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, làm chuyển biến rõ nét về bộ mặt đô thị. Văn hóa Huế luôn được bảo tồn và phát triển bền vững lâu dài. Đây là một trong những thế mạnh trong tiến trình phát triển đi lên của tỉnh. Mô hình đô thị tương lai đã và đang được hình thành trên cơ sở những cơ chế đặc thù, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là phát triển về đô thị hành chính với những cơ chế trong quản lý di sản. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh là phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ có trách nhiệm để giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo, tích cực đi đầu trong việc hưởng ứng các phong trào, góp phần đưa tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương.